Vâng, mình chào cả nhà thân thương nha. Cả nhà ơi, giờ này cũng khoảng 9 giờ mấy rồi cả nhà. Đó, đi qua đi ra vườn tre tứ quý của mình nè. Quay coi dạo này măng nó lên nhiều không nha cả nhà. Trước mắt thấy là cái mục, đây là cái mục măng mình bứng rồi nha cả nhà. Mà cả nhà thấy mình bứng cao cao mà nó mọc được hai mục. Cái bứng măng cũng quan trọng lắm nha cả nhà. Đó, mình bứng sao mà cho nó cao lên, nó còn cái mắt như dưới thì măng nó sẽ lên được. Còn mình bứng sâu quá, cái thứ nhất đó là măng nó già, mình khúc dưới mình cũng ăn không được. Đó, mà lại còn lại măng nó mất thì hai cái mắt nó sẽ không có lên măng được. Đó, còn bứng chỗ này là cả nhà thấy nè, hai bên mọc hai cái măng lên, đã chưa? Đi dài lên đằng kia cả nhà ơi, coi cái vườn tre tơ này có lên măng dữ không nghe. Cũng vậy, cũng có chiết được mớ nhánh nè, ta cũng đặt được mớ rồi. Cả nhà thấy nè, bụi này nó lên, đang lên, mới lên được một mục mà còn này nhánh luôn nè. Tháng này là phải tưới nước đều đều cả nhà ơi, tháng này nắng quá sá nắng. Ồ cả nhà ơi, cái bụi này măng có lên con này nha, hết cô biết luôn rồi. Ông gà không có ra thăm vườn, mới đang ra thăm vườn thấy măng lên quá sá đã luôn. Nhìn con cả nhà ơi, con mực này nè, bụi này là được 6 mục đó nghe cả nhà. Nó quay quay rộng cho cả nhà xem luôn, bụi này được 6 mục luôn. Đó, quay gì cả nhà thấy hết phải không? 6 mục nè, đằng này 2 mục. Đây là 2 mục. Kế đó là 2 mục. Đã chưa cả nhà? Nhà thấy không, tre này chỉ cần tưới nước đầy đủ là nó sẽ lên măng. Một phân thì mình cứ định kỳ, nên tháng gì đó mình tưới một lần cũng được. Ở nhà thấy bụi này nó đang lú măng lên nè. Đã chưa, mê lắm. Dạ con, đi về sáng mình ra thăm vườn tre là mê lắm. Đây, đây bụi này hổm hai mục bứng hết mục cả nhà. Đó, mình còn chừa lại một mục thôi, hai mục gặp là phải bứng nha. Chừa là một mục. Đây. Đó. Này này, này một lên một bụi, này là mọc lên một nữa nè, quá xa đã luôn, măng cà bá không. Bây giờ vườn che tơ như thế nè, che này khoảng 5 rưỡi, hơn 5 rưỡi. Thôi em chào cả nhà nha, cả nhà ơi em vô nha.